Xin chào quý anh chị đã quay trở lại kênh. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu các anh chị một căn nhà ngay chợ Hưng Long luôn, có diện tích ngang 5 dài 20, hướng Đông Bắc, đã có sổ hồng riêng, nằm trong khu dân cư Hải Sơn, ngay khu công nghiệp Hải Sơn và chợ Hưng Long. Ra chợ Hưng Long chỉ một vài bước chân là tới rồi. Và đây là một cái căn mặt tiền có diện tích ngang 5 dài 20, 2 lầu luôn, rất tiện để ở hoặc kinh doanh, nằm trong khu đô thị Hải Sơn, khu công nghiệp Hải Sơn và nằm rất gần sát với chợ Hưng Long luôn. Căn nhà này là cấu trúc là xây dựng theo kiểu Thái các chị. Sân trước nhà của chúng ta là 3m. Kế bên là có một cái nhà nghỉ đang kinh doanh luôn. Con đường này đang được trải nhựa này. Chúng ta nhìn xa xa thấy cái màu vàng vàng đó là Thế Giới Di Động. Đường Đoàn Nguyễn Tuấn luôn các chị, đi vô đây chừng 100m thôi. Và xa xa chúng ta thấy đường cao tốc, đó, đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Đây là một cái vị trí vừa ở vừa kinh doanh rất là tốt luôn, nằm ngay chợ Hưng Long luôn. Về quận 7 thì cũng rất là gần, thông qua đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1A, ra chợ Bình Điền cũng khá là gần anh chị. Từ đây ra chợ Bình Điền nó tầm khoảng 10 phút, đi theo đường Đoàn Nguyễn Tuấn anh chị nha, quốc lộ 1. Đó, căn nhà của chúng ta là mái Thái, 2 lầu và được xây dựng rất là chắc chắn luôn. Một căn nhà mới chưa ai ở. Sân trước nhà là rộng, mà chiều rộng là 5m và chiều dài của nó là 3m. Đây là phòng khách của căn nhà này anh chị. Ở đằng trước thì bên em có ốp đá hoa cương này, khá là đẹp. Đây là cái sân nhìn ra đằng trước này anh chị. Sân rộng 3m. Và cái đường đằng trước chuẩn bị đang giải nhựa rồi các chị nha, nằm trong khu công nghiệp Hải Sơn luôn. Đây là một cái khu dự án khu công nghiệp Hải Sơn. Hiện tại thì đang có một cái dự án cũng khá là hot, là người ta đang bán là 21 đến 25 triệu một mét, chưa có sổ. Và căn này đã có sổ riêng được anh chị, nằm trong khu dân cư Hải Sơn, hướng Đông Bắc, và giá đầy đủ của căn nhà này là 4 tỷ tư các chị nha, giá đầy đủ luôn. Bên em thì nói giá rõ từ đầu luôn các chị, giá là 4 tỷ tư và có thể vay ngân hàng lên tới 3 tỷ được các chị. Đây là phòng khách của căn nhà. Phòng khách của chúng ta có chiều dài nó khoảng 4m. Bên tay trái này có một cái bức tranh rất là đẹp luôn các chị. Mình có thể tùy ý dán tranh 3D, thích bức nào thì mình có thể dán bức đó nha. Ở dưới cầu thang có một cái hộc, chúng ta có thể thiết kế một cái tủ ôm cầu thang. Không gian phòng khách là rất là đơn giản. Càng đơn giản thì càng tiện lợi để mình có thể trang trí thêm cũng như là lau chùi dễ dàng. Như các chị để ý là ở tường thì bên em sẽ dán gạch bông lên khoảng 1m2, rất là sạch sẽ. Phòng khách rất là đơn giản và rất đẹp. Mình có thể kê thêm những cái bộ bàn ghế salon, sofa, giúp cho cái phòng khách này sang trọng hơn. Chúng ta có thể làm những cái bộ ghế bằng gỗ rất là sang trọng anh chị. Dưới chân cầu thang chúng ta có thể làm thêm cái tủ ôm cầu thang luôn. Đặc biệt căn nhà này là mình có cái phòng ngủ ở dưới, rất là tiện lợi cho những người lớn tuổi. Và bên hông thì bên em cũng có làm một cái cửa sổ giúp cho căn phòng thông thoáng luôn các chị. Đây là cái căn phòng ở dưới đất. Căn phòng này thì có thể dành cho những người lớn tuổi các chị nha. Giá đầy đủ của căn nhà này là 4 tỷ tư. Đó, giá đầy đủ luôn. Và đây là một cái giá sát luôn các chị. Ở đất ở đây thì nó tầm khoảng, nếu có sổ tầm khoảng 3 tỷ rồi. Đó, mình xây lên căn nhà nữa thì giá cũng tầm khoảng 4 tỷ rưỡi 4 tỷ 6. Bên đây có cái cửa sổ cho cái căn phòng ở dưới này. Ở trên lầu 1 và lầu 2 chúng ta có thêm 4 phòng ngủ nữa. Đây là không gian phòng bếp này, được trang bị tủ trên và tủ dưới, rất là nhiều ngăn tủ, và những cái tủ này làm bằng ván ép chống thấm nước rất là tốt. Trên trần thì làm bằng la phong thạch cao. Bếp này khá là nhiều cái tủ để mình có thể đựng rất là nhiều đồ.
Và đây là một cái căn mặt tiền nằm rất gần chợ Hưng Long, một cái chợ rất là đông dân cư và nằm trong khu công nghiệp Hải Sơn luôn, khu dân cư Hải Sơn. Kế bên thì người ta đang kinh doanh khách sạn và rất là nhiều những cái dịch vụ kinh doanh khác. Đây là cái sân sau, có chiều rộng nó tầm khoảng 2 mét. Ở đây là view nhìn đường sau nhà anh chị nha. Có khoảng không giữa hai căn nhà giúp cho căn nhà của chúng ta thông thoáng không khí ha. Và cái cửa sổ ở đằng sau căn phòng. Đằng sau này chúng ta có thêm một nhà vệ sinh này, rất là rộng. Nhà vệ sinh này thì dùng bồn vệ sinh nguyên khối và được lát gạch từ dưới lên trên. Ở dưới sàn thì chúng ta là lát gạch chống trơn trượt và có sẵn vòi nước nóng lạnh luôn. Căn nhà của chúng ta thuộc hướng Đông Bắc ha, và có một căn hướng Tây Nam trong khu này luôn, cũng là 2 lầu. Vì thế các anh chị muốn căn hướng nào thì bên em cũng có 2 căn để chúng ta lựa chọn. Căn nào cũng có thể phù hợp với hướng cũng như là phong thủy cũng như là tuổi của mình ha. Một căn là hướng Đông Bắc và một căn là hướng Tây Nam, cũng là 5 x 20, giá cũng là 4,4 tỷ. Nằm trong khu công nghiệp, khu dân cư Hải Sơn này luôn. Như vậy là chúng ta vừa tham quan tầng trệt của căn nhà. Và nếu các anh chị nào chưa đăng ký kênh thì mình hãy cứ đăng ký kênh để mình nhận được những cái thông tin bất động sản sau này có thể phù hợp với chúng ta. Bên em thì có rất là nhiều giá khác nhau, từ giá rất là rẻ dành cho những anh chị có thu nhập thấp như là 370 triệu một căn nhà, cho tới những cái căn khoảng 5-600, 7-800 đều có luôn. Và có những căn thì cao cấp như vậy thì nó là 4,4 tỷ. Trong năm sau thì bên em cũng có những cái căn khoảng tầm 3,7 tỷ, 3,8 tỷ, 3,9 tỷ, 3 lầu trong khu đô thị năm sau. Và đây là không gian của tầng 1 nha. Vừa lên cầu thang thì chúng ta có một cái phòng ngủ này. Đó, có sẵn là đường đi dây máy lạnh, ống chờ, ống đồng. Phòng ngủ này cũng đã có một cửa sổ rất là thông thoáng. Nhà vệ sinh thì được đặt bên ngoài, tiện sử dụng cho tất cả 3 phòng ở tầng 1 này các anh chị. Nhà vệ sinh là nguyên khối, có luôn là cửa sổ thông gió, thông khí. Sàn thì lát gạch chống trơn trượt. Đây là cái căn phòng ngủ thứ 2 trên tầng 1. Và cửa sổ thì hướng ra sau, ở trên là trần thạch cao màu trắng khá là đẹp. Căn nhà này giá đầy đủ luôn là 4 tỷ 400 triệu, nằm ngay khu công nghiệp Hải Sơn, 2 lầu 520 mặt tiền ha. Nằm ngay chợ Hưng Long đó. Nếu các anh chị đi từ Sài Gòn xuống thì mình đi qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh, qua cầu Bình Điền, qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh là mình tới đèn xanh đầu đỏ đầu tiên, là mình quẹo trái vô đường Đoàn Nguyễn Tuấn, chạy vô khoảng 2 cây là tới khu chợ Hưng Long cũng như là khu dân cư Hải Sơn, khu công nghiệp Hải Sơn. Đây là cái phòng ngủ thứ 2, thứ 3 của cái tầng 1. Đó. Ở tầng 1 này chúng ta có 3 phòng ngủ và đây là cái phòng ngủ đằng trước này. Đây cho các anh chị xem view đằng trước. Đây nằm trong ngay khu công nghiệp Hải Sơn luôn. Đây là khu tái định cư Hải Sơn, khu công nghiệp Hải Sơn. Nhìn xa xa chúng ta sẽ thấy được là đường Đoàn Nguyễn Tuấn cũng như cái chợ Hưng Long nằm ở đó. Rất là nhiều các tiện ích, chợ, trường học, trạm y tế, rồi Thế Giới Di Động, Bách Hóa Xanh này có trong này. Cách đây khoảng bán kính khoảng tầm 100m là có hết luôn. Cầu thang thì được lát bằng những viên đá hoa cương và tay vịn là gỗ căm xe. Thành cầu thang thì làm bằng kính cường lực 10 ly. Tiếp theo chúng ta lên tầng 2 của căn nhà này. Mỗi tầng thì chúng ta đều có một cái CB điện riêng, rất là an toàn luôn. Đây, tầng 2 chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ thì có nhà vệ sinh bên trong luôn. Khá là tiện cho những người nào mà thích phòng ngủ có nhà vệ sinh bên trong luôn các chị. Đây là một cái phòng ngủ có nhà vệ sinh bên trong luôn.
Đây là phòng ngủ nằm ở phía sau căn nhà anh chị nha. Trần khá là cao, cao trên khoảng 3 mét. Và căn này, phòng này thì có một cái sân sau luôn. Đó, căn phòng này khá là rộng rãi luôn. Vừa có sân sau, vừa có nhà vệ sinh bên trong luôn. Đối diện các anh chị thấy nhà hàng xóm mình có một cái vườn lan trên không rất là đẹp luôn. Căn nhà của chúng ta đang xem đó là một cái căn có diện tích ngang 5 dài 20 hướng đông bắc, đã có sổ hồng riêng, nằm trong khu dân cư Hải Sơn ngay chợ Hưng Long luôn, và ngay cái đường cao tốc Bến Lức Long Thành, đường Đoàn Nguyễn Tuấn, hương lộ 11 anh chị nha, nằm rất gần ở chợ Bình Điền, đường Nguyễn Văn Linh cũng rất là gần. Và giá đầy đủ của căn nhà này là 4 tỷ 400 triệu, đã có sổ hồng riêng, trao tay luôn, công chứng luôn trong ngày luôn cái chị. Và là một cái căn đang nó quay, đó là một cái căn hướng đông bắc. Còn lại một cái căn hướng tây nam thì bên em sẽ quay sau. Tuy nhiên nếu các anh chị thấy căn này phù hợp thì mình cũng có thể đoán được là căn hướng tây nam nó cũng giống như vậy luôn. Ở trên tầng 2 này thì chúng ta có một phòng ngủ, có một nhà vệ sinh bên trong luôn và có sân sau nằm trong phòng ngủ luôn. Ở đằng trước này thì được thiết kế một cái phòng này cũng có thể làm một cái phòng ngủ, hoặc nếu nhà chúng ta có thờ cúng thì chúng ta sẽ thờ cúng bằng cái căn phòng này. Và các anh chị hãy dành thời gian để mình đăng ký kênh ha. Mình sẽ theo dõi được những cái bất động sản sắp tới của kênh này. Giá ở kênh này thì mình sẽ nói rõ ràng giá cả về pháp lý cũng như là giá cả rõ giá thật 100% luôn, không có báo giá 30 hay 10%. Nên các anh chị hãy đăng ký để mình ủng hộ từ kênh này, nói giá thật trung thực. Nhiều kênh nói giá rất rẻ luôn, vài chục vài trăm triệu. Tuy nhiên các anh chị xuống xem thì những căn nhà đó giá từ vài tỷ các anh chị. Họ chỉ báo giá là 30% hoặc là giá có hỗ trợ ngân hàng, thì đó là những cái giá ảo, các anh chị đã mất thời gian của đôi bên thôi. Đây là căn nhà mình có giá thật, vị trí thật và đã có sổ hồng riêng nha. 4 tỷ tư cho cái căn nhà hai mặt, nhà mặt tiền kinh doanh 2 lầu, nằm ngay chợ Hưng Long trong khu đô thị Hải Sơn, dân cư Hải Sơn. Đó. Và tới đây em sẽ kết thúc review căn nhà này. Nếu các anh chị có nhu cầu đi xem hoặc là những cái căn nhà khác từ 370 đến 5600, 8900, 1 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ đều có. Và nếu các anh chị quan tâm thì hãy đăng ký kênh cũng như là liên hệ với số điện thoại trên màn hình để mình được đi xem thực tế căn nhà này cũng như là những căn nhà khác. Các anh chị nhớ ấn chuông để mình nhận được những thông báo mới nhất. Đồng thời các anh chị nhớ share lên Facebook hay là share lên Zalo của mình để nhiều người biết tới kênh của em. Nhiều người sẽ được mua những cái căn nhà giá đúng, giá thật và pháp lý đảm bảo. Xin chào và cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh giúp em và nhớ để lại bình luận bên dưới cũng như là ấn nút like cho em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.